Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Đã mấy ngày nay, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa bao phủ trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông, gây ra trường gió đông nam yếu trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và trường gió đông bắc đến đông có cường độ trung bình trên khu vực Biển Đông. Vì vậy, thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động hàng hải, sóng biển không cao, trời ít mưa, ban ngày có nắng và tầm nhìn thông thoáng. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, do chưa có hình thế thời tiết nào đặc biệt ảnh hưởng đến thời tiết đất liền cũng như là các vùng biển trên khu vực Biển Đông, nên suốt từ khu vực Bắc và giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió vẫn giữ cường độ trung bình, sóng biển cao dưới 2 mét, trời có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, nên bà con có thể yên tâm khai thác hải sản. Sau đây sẽ là phần dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong đêm nay và sáng mai, tình trạng sương mù vẫn duy trì trên khu vực này, nên chủ các phương tiện hàng hải cần lưu ý giữ tốc độ vừa phải để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên biển. Còn ban ngày thì thời tiết tốt, trời có nắng, tầm nhìn xa là trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió đông đến đông nam có cường độ trung bình, khoảng cấp 3, cấp 4. Sóng biển không cao nên các phương tiện có thể hoạt động bình thường trên biển. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ cũng nằm trong đới gió đông đến đông nam có cường độ khoảng cấp 3, cấp 4 nên sóng ở vùng biển này ở dưới mức 1 mét. Ban ngày trời có nắng, không mưa, tầm nhìn ít bị hạn chế trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, nên thời tiết thuận lợi cho việc đánh bắt cũng như là hong phơi hải sản của bà con ngư dân. Tuy nhiên vào sáng sớm tình trạng sương mù vẫn phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông trên biển. Vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Gió cũng thổi đều theo hướng đông nam với cường độ khoảng cấp 3, cấp 4. Biển gợn sóng nhẹ và trời không mưa, tầm nhìn thoáng trên 10 km nên rất thuận lợi cho những chuyến tàu thăm các đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn vào ngày mai. Đến với vùng biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý. Vùng biển ở đây có sự khác biệt đôi chút với các vùng biển phía Bắc. Mặc dù cường độ gió cũng ở mức trung bình, nhưng gió có hướng đông bắc ở mức cấp 4. Sóng biển thấp cùng với thời tiết không mưa và tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, nên rất thuận lợi cho tàu thuyền và các hoạt động du lịch biển cũng diễn ra thuận lợi trong đêm nay, ngày mai và những ngày sắp tới trên vùng biển này. Vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và Côn Đảo, thời tiết ổn định, ban ngày trời nắng và không mưa, tầm nhìn ít bị hạn chế trên 10 km. Gió tiếp tục thịnh hành theo hướng đông bắc nhưng có cường độ mạnh hơn các vùng biển ven bờ khác một chút, đạt mức cấp 4 có lúc cấp 5. Nhìn chung thời tiết không gây khó khăn cho các hoạt động hàng hải. Vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, gió có hướng đông là chính và cường độ khá yếu khoảng cấp 3, cấp 4, biển chỉ gợn sóng nhẹ, kết hợp với thời tiết ổn định, trời không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km nên đây cũng là vùng biển an toàn và thuận lợi cho các phương tiện trên biển. Chuyển sang vùng biển Vịnh Thái Lan. Khá tương đồng với vùng biển ở trên, thời tiết tại đây cũng không mưa, ban ngày có nắng và gió có cường độ yếu, nên trong đêm nay và ngày mai, các hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường trên khu vực này. Đến với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai thì tại đây sẽ có gió đông bắc đến đông, thịnh hành với cường độ khoảng cấp 4, cấp 5. Trời nhiều mây không mưa, tầm nhìn thoáng trên 10 km, tình trạng biển bình thường nên thời tiết tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Còn khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc thì gió thịnh hành theo hướng Đông Bắc với cường độ phổ biến ở mức là cấp 4, cấp 5. Thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có nắng, tầm nhìn thông thoáng trên 10 km nên bà con có thể yên tâm với những chuyến đánh bắt xa bờ. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Trong đêm nay và ngày mai, gió đông bắc phổ biến cường độ trung bình khoảng cấp 4, cấp 5. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi nên biển động nhẹ. Sóng biển không cao quá 1,75m, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, cho nên thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt.